Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và hôm nay đến giờ lễ bái tam bảo, phần này sẽ do Phật tử Tịnh Hạnh hướng dẫn mọi người. Con xin mời cô ạ. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính chào cô chú học viên trong râm ạ. Con xin tụng kinh Nam Bảo. Sakye kame charupe girisikharata te chantali khe vimane dipe rathe jaga me taruva nagahani ge hawa thom hi khe te pom ma cha yan tu de wa chala thala visame yakha gantha pana ga tia than ta santi ke yang mutni vara vachanang sa thao me so nan to thamma savana kalo ayam padanta thamma savana kalo ayam padanta thamma savana kalo ayam padanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami iti biso phagakwa arahang samma sambuddho vicacarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sathade vamanussanang buddho phagakwa tinati me saranang anyang buddho me saranang varang etena saccha vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham badapam songvaruttamam buddheyo kalito doso buddho khamatutam mamam svakato phagavata dhammo sandhitiko akaliko ehi pasiko opanayiko pachatam veditappo vinyuhitinathi me saranang anyang dhammo me saranang varang etena saccha vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham dhamman jaduve dhang varang dhamme yo khalito doso dhammo khamatutam mamam sopatipanno bhagavato savaka sangho ujjopatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho sammicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam jattari purisa yogani artha purisa pokala esa bhagavato savaka sangho ahunayyo bahunayyo dakinayyo anjali karaneyyo anuttaram punyakhetam lokasatinati me saranam anyam sangho me saranam varam etena saccha vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham sangham chaduvidhattamam sankhe yo khalito doso sankho khamatutam mamam vandami jetiyam sappam sappathane supatithitam saririkathatumam
Sa-tu-sa-tu, thầy Kỳ Lê Bác Tâm Bảo đã hoàn tất. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay do sư Tinh Tuệ bận thuyết pháp ở Bình Định cho nên buổi học hôm nay chúng ta
chỉ là một buổi sinh hoạt chung của mọi người để chia sẻ về phần bài tập, trả sửa cũng như là ôn lại những kiến thức mà mình đã học từ bài 1 đến bài 5. Và giờ này thì anh Cát Khánh sẽ... Anh Cát Khánh có đây không ạ? Dạ có ạ. Có Long. Dạ. Anh chia sẻ màn hình cũng như là câu hỏi bài tập của tuần trước cho mọi người xem. Cũng... Dạ rồi, dạ, phần đầu tiên thì con xin share lại cho Phật tử về câu trả lời của những bài tập kỳ rồi. Thì khi Phật tử nộp bài thì chắc chắn là cũng đã nhận được cái câu trả lời đúng rồi. Thì bữa nay mình sẽ cùng xem lại và mình cũng coi lại phần bài học về để thích tại sao là mình chọn câu trả lời đó. Thì mình sẽ đi từng tự từng câu một, và nếu Phật tử có câu hỏi nào thì có thể nêu lên để em có thể giải thích, hoặc là các bạn trong lớp để cùng thảo luận giải thích. Dạ, thì câu đầu tiên của bài là cái câu trong tiếng Pali có bao nhiêu mẫu tự, gồm mấy nguyên âm và mấy phụ âm. Thì phần này thì mình sẽ xem lại giáo trình Pali. Thì ngay bài 1 nó đã có nêu rõ về cái phần nguyên âm và phụ âm. Để con xin bật lại cái bài chia sẻ là cái giáo trình Pali phần này. Đây, ngay câu bài 1 đầu tiên thì sư đã nêu lên luôn là trong ngôn ngữ Pali có 41 mẫu tự chữ cái, gồm có 8 nguyên âm và 33 phụ âm. Thì nguyên âm tiếng Pali có 8 nguyên âm là A, A, I, I, U, U, E, O. Và có 33 phụ âm. Giờ mình dùng thông tin đó mình sẽ trả lời được câu hỏi thứ nhất của bài tập. Qua câu hỏi thứ hai thì là câu hỏi thứ hai là có bao nhiêu phụ âm nhóm và phụ âm nhóm ngoại biệt. Thì câu trả lời này là 25 và 8. Thì trong tiếng Pali phụ âm chia là hai nhóm thôi, phụ âm theo nhóm và phụ âm ngoài nhóm. Đây, giờ đây phần này. Giờ đây, phần giải thích đây, có phụ âm nhóm là gồm có 25 phụ âm, chia thành 5 nhóm. Nhóm cá, nhóm chá, nhóm tá, nhóm tá và nhóm bá. Và có phụ âm nhóm ngoại biệt gồm có 8 phụ âm. Giá, rá, lá, vá, xá, há, lá, má. Thì phần này quý Phật tử có thắc mắc gì không ạ? Tám phụ âm ngoài biển có anh Khánh, cái phần chữ M chấm dưới mình đọc là ăn, ăn à. M chấm dưới là chữ ăn, ăn chứ không phải là chữ M, ăn. Rồi lộn. Dạ, cảm ơn Long thì mọi người đã nhắc nhở. Ăn. Dạ rồi, vậy thì cái phần này xin nhờ Phật tử Tịnh Hạnh đọc một lần nữa các phụ âm theo các nhóm và các phụ âm theo nhóm và phụ âm nhóm ngoại biệt cho mọi người nghe một lần nữa. Dạ, nhóm cá gồm cá, khá, gá, gá há, ngá. Nhóm chá gồm chá, 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 nhá. Nhóm tá gồm tó, thó, đó, thó, ná. Cô Tịnh Hạnh đọc chậm chậm tí. Dạ, Tịnh Hạnh đọc chậm chậm lên, đọc từ đầu luôn chị Tịnh Hạnh, chậm chậm từng âm một thôi. Dạ. Rồi. Xin đọc nha, nhóm cá gồm cá, khá, gá, gá há, ngá. Nhóm chá gồm chá, 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 nhá. Nhóm tó gồm tó, thó, đó, thó, nó.
liền hả? Dạ đây. Rồi. Tám phụ âm giống ngoài Việt gồm giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Nhóm khóa chưa có đọc. Ờ, nhóm bá. Nhóm bá gồm bá, thá, bá, nhóm thá. Khóa chưa có đọc. Nhóm cuối rồi. Thấy rồi, thấy rồi hả? Dạ. Bá, bá, má. Bá, 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 pháp má. Giờ nhóm tám nhóm ngoại biệt gồm giá, giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Dạ rồi, vậy hiện tại là quý Phật tử đều đọc được hết tất cả những cái âm trong bảy chữ cái Pali hết à? Dạ được rồi Khánh ơi. Dạ, dạ. Dạ rồi, vậy xin qua câu thứ ba. Dạ, câu thứ ba là sự hỏi là danh từ trong tiếng Pali có bao nhiêu phương thức? Đề nghị các học viên cũng hơi lớn tuổi, mình ôn luyện mình đọc chậm chậm tí xíu nha, các Khánh. Dạ. Ở đây, câu thứ ba là danh từ trong tiếng Pali có bao nhiêu phương thức? Dạ. Chuyển lại cho bác chỉnh ngay không? Không thấy màn hình đó Khánh ơi. Dạ, đây em chỉnh lên liền. Đây. Dạ rồi, đây. Nè, mọi người thấy này không à? Thì câu trả lời là 4 phương thức. Và bây giờ mình sẽ coi trong sách giáo khoa sư nêu điều này như thế nào. Từ Bali mình bỏ. Dạ, cái này nó nằm trong bài 2 phần danh từ. Bỏ qua tất cả. Đây. Trong đầu tiên phần danh từ sư nêu lên danh từ tiếng Pali sử dụng theo có 4 phương thức gồm có tính, linh gá, ngữ số, bát chá ná, vị ngữ, karan tá, ngữ cách và ví phanh tí. Dạ rồi. Thì đây là câu trả lời cho câu hỏi thứ ba trong bài tập gồm có tính, ngữ số, vị ngữ và ngữ cách. Tính là liên gá, ngữ số là quá chá ná, vị ngữ là cá ran tá, ngữ cách là ví phát tí. Ví phát tí, dạ rồi, ví phát tí. Rồi sẵn tiện ở ngay phần này mình ôn luôn cái phần tính ha. Thì tính thôi để anh sửa luôn hết bài tập đi, chút mình sẽ ôm lại từng cái từng bài. Vậy thì mình qua câu hỏi tiếp theo để con tìm cách share nguyên cái màn hình cho tiện hơn. Rồi câu hỏi tiếp theo là sự phân loại tính trong tiếng Pali có mấy cách. Thì câu trả lời là có 2 cách. Thì ở tính, ở đây thì tính gồm có 3 loại tính là nam tính, nữ tính. Nhưng mà sự phân loại ở đây mình có 2 cách. Một là sinh tính, tức là định đặt theo cái sinh của cái danh từ. Ví dụ là danh từ nam chỉ người nam, danh từ nữ chỉ người nữ, những gia đình trung tính. Còn cách thứ hai của nó là định tính, tức là nó không có theo quy luật, như sinh ra giống như danh từ người vợ lại là nam tính. Thì có 2 cái là định tính và sinh tính. Rồi. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Chậm chút Khánh ơi, để mọi người cùng sửa theo. Dạ rồi, để quay lại cái này. Dạ đây. Danh từ Pali có 2 cách sự phân loại tính. Các Khánh nhớ lưu lại đặng cho ai muốn ôn lại ôn nha Khánh. Dạ. Trong sách có cô. Trong sách có. Một số là không có sách thì có bài post lên rồi á. Dạ. Thì mình có biết sách có, nhưng mà mình lưu lại, có ai muốn coi nào tiện nhất ta coi.
Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là danh từ nam tính có mấy dạng tiếp vị ngữ? Câu trả lời là 7. Vậy thì trong bài tập tôi cũng có nêu luôn ngữ số và cái phần thứ ba là vị ngữ. Dạ đây. Thì vị ngữ tức là cái âm cuối cùng của một cái từ gọi là vị ngữ. Thì mình biết là có 8 nguyên âm tổng cộng là á, a, ý, y, ú, u, e, o. Thì trong đó có 7 nguyên âm là dùng làm tiếp vị ngữ, là dùng vị ngữ cho danh từ. Giờ có 5 nguyên âm dùng làm vị ngữ cho danh từ, danh từ nam tính là có 7 vị ngữ, danh từ nữ tính là sẽ có 5 vị ngữ, và danh từ trung tính là có 3 vị ngữ. Thì mình sẽ học những bài sau, sư sẽ giới thiệu từ từ những cái vị ngữ của những danh từ này. À, anh Khánh ơi, hồi nãy anh có đọc chữ A á, có Phật tử gợi ý kìa. 7 là bỏ E. À, thứ 7, 7, dạ, 7 chữ là bỏ chữ E đi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. 8 chữ bỏ chữ E, 2, 4, 6, bỏ chữ E. Dạ. Bỏ chữ E. Bình tĩnh Khánh, từ từ. Rồi tiếp theo là động từ được chia bao nhiêu, chia thành bao nhiêu ngôi và bao nhiêu ngữ số. Thì cái này là tiếp bài học tiếp theo về động từ. Giờ phần động từ thì mình phải qua tới bài số 4 thì sư mới dạy về động từ. Dạ đây. Số đây, phần động từ. Không số nữa. Đây. Đây thì là câu trả lời của bài. Động từ thì nó có hai dạng, là hai ngữ số là và ba ngôi. Đây chỗ này. Ngữ số là gì? Tức là chia thành số động từ số ít hay động từ số nhiều. Động số ít là e cá, chá ba ná. Số nhiều là ba hú, chá ba ná. Và ba ngôi thì là ngôi sơ, ngôi trung và ngôi thượng. Ngôi sơ là bát thá má, bú rí xá. Tức là giống như ngôi thứ ba trong tiếng Anh đó. He, she, it, they, tức là cô ấy, anh ấy, nó hoặc là họ. Ngôi trung là Machima Burisa, thì giống như từ du và bạn, các bạn trong tiếng Anh. Rồi ngôi thượng tức là chỉ về bản thân mình, là Uttama Burisa, là giống như ai hoặc we trong tiếng Anh, như là tôi, chúng tôi. Dạ, thì động từ là gồm có ba, chia thành ba ngôi, ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng, và chia thành hai ngữ số là số ít và số nhiều. Dạ, phần này mọi người rõ không ạ? Dạ, rõ rồi. Các Khánh nói rồi, Khánh ơi. Dạ. Dạ, rồi. Mình tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là động từ trong tiếng Bali có mấy loại nếu dựa tác dụng của chúng? Thì câu trả lời là 2. Dạ, mình hiểu tại sao mình nói là 2. Thì mình bỏ bảng chia thì hiện tại. Đây. Bỏ vào bảng chia. Sử dụng. Bỏ vào. Đây là câu trả lời. Động từ thì có hai dạng, là gọi là tha động từ, sắc cam má kiriya, và tự động từ á cam má kiriya. Tha động từ tức là giống như tiếng Anh là intransitive verb, tức là một động từ đó cần thêm một cái túc từ hay cái từ đi kèm để bổ nghĩa cho nó mới trọn vẹn, thì gọi là tha động từ, là sắc cam má kiriya. Còn tự động từ nó tương tự như tiếng Anh là transitive verb,
tức là động từ đó bản thân nó đầy đủ nghĩa, không cần phải tốt từ bổ nghĩa nữa, thì gọi là tự động từ. Thì giống như tiếng Anh thì có từ động từ là I go, tức là tôi đi. Tiếng Bali là Ahang Gatcha Mí, tức là tôi đi. Chữ đi đó có nghĩa là đầy đủ rồi, mình không cần thêm bổ nghĩa là gì nữa. Còn chẳng hạn tha động từ giống như là tôi mua, thì mình phải biết là mua cái gì, thì đó là một cái từ mua hoặc là một cái tha động từ. Dạ, phần này quý Phật tử đã rõ không ạ? Rõ rồi, chắc chắn rồi. Dạ. Rõ rồi. Dạ rồi, cái phần này tới bài dịch từ Bali qua tiếng Việt. Thì xin lỗi quý Phật tử là tại vì lúc đầu không có lường được hết những cái câu trả lời đa dạng, nên chỉ nhập một số cái câu trả lời tiêu biểu vô. Thì quý Phật tử xem cái câu trả lời của mình thì thật ra về từng chữ thì nó có khác biệt một tí, nên cái phần chấm tự động á, thì có nhiều khi nó không có chấm chính xác, mặc dù câu trả lời mình đúng, thì sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Thì chữ phu ba la thì mình có thể dịch hai nghĩa, thì mình sẽ quay ngược lại cái bảng chia của danh từ tăng cùng bằng A để mình xem dịch nghĩa này. Dạ, đây. Chia. Đây, đây. Thì chữ phu ba la thì nó sẽ được chia tương tự như cái danh từ nam tính tận cùng là A, như là ná rá. Giờ đây thì phu ba la tức là tận cùng là chữ A, chữ á, từ gốc của phu ba la. Phu ba la, phu ba la, phu ba la. Dạ rồi. Phu ba la là số nhiều, là phu ba la. Giờ đây thì mình sẽ để ý ở đây mình có một số cách ha. Chẳng hạn như ná ra thì ná rá thì ná ra thì là phu ba la là số nhiều, là chủ cách. Tức là mình có thể một cách dịch đó là chủ cách, tức là từ dùng làm chủ từ trong câu. Thì đó là chẳng hạn như là mình có thể dịch là những vị vua, các vị vua. Rồi. Giờ ở đây mọi người thấy có chữ ở đây một cái nữa. Chẳng hạn như phu ba la ở đây cũng có cách chia là xuất xứ cách. Xuất xứ là giống như tiếng Anh mình có là from, từ những vị đó, thì có thể dịch là từ vị vua. Nhưng mà cái này là số ít, từ một vị vua thôi chứ không phải là từ những vị vua nhỉ. Là từ vị vua. Rồi mình tra ở đây nữa thì phu ba la cũng có thể là dùng là hô cách. Hô cách có nghĩa là gì? Này vị vua, hoặc là nhớ số nhiều là này những vị vua. Thì mình chọn một trong bốn câu, ba những câu trả lời đó đều là câu trả lời đúng. Dạ thì sẵn tiện ở đây em sẽ ôn lại luôn về cái phần một danh từ thì có chia làm 8 cách. Thì 8 cách này thật ra là cái cấu trúc của Bali, nó không có những cái giới từ giống như tiếng Anh, mà nó dựa bằng cách là tức là biến đuôi, tức là cái cường thay đổi cái từ cuối cùng của từ từ để diễn đạt cái ý giống như cái tốt từ trong tiếng Anh. Thì ví dụ ha, chủ cách tức là thay vì tiếng Anh mình có thêm us hoặc is để thể hiện là số ít số nhiều, thì tiếng Bali họ chỉ thay một cái đuôi cuối cùng thôi. Chẳng như o để thể hiện số ít, hoặc là e dài thể hiện số nhiều. Thì cái này dịch là giống như cái chủ từ là nếu đây là Naro, ná rá người nam, thì ở đây là Naro một người nam, và ná ra những người nam. Đối cách tức là giống như là cái tốt từ trực tiếp tiếng Anh, tức là tới người đó, là đến người đó. Thì chẳng hạn như là ná răng là đến người nam, hoặc là ná rê đến những người nam. Dạ. Sử dụng cách
thì nó tương tự như là cái hình thức là thể hiện là mình làm cách nào, by hay là with, tức là nghĩa là với cái gì, với phương tiện gì, hay là bởi ai đó. Thì mình dịch chữ là nari ná nghĩa là bởi người nam, hoặc là hình thức khác là nari hí, nari phí là bởi những người nam, do những người nam, là cách sử dụng cách là bằng hình thức nào đó. Rồi tiếp tục tới chỉ định cách. Chỉ định cách tức là cái túc từ gián tiếp. Túc từ gián tiếp như sao? Chẳng hạn như là cái đối tượng nhận cái thụ hưởng cái kết quả của hành động. Chẳng hạn như câu là tôi mua cho mẹ tôi một cái áo đi. Thì thử mẹ tôi mua cái áo cho mẹ tôi. Thì cái áo là cái túc từ trực tiếp của chữ mua, và đến cho mẹ tôi là túc từ gián tiếp. Thì giống như cách chỉ định cách này thì tiếng Anh là tu, thì đó là ná ra giá, ná ra xá ở số ít là nghĩa là dịch là tới người nam, hoặc là ở số nhiều là ná ra năng nghĩa là tới những người nam. Phần xuất xứ cách tức là dùng nón tiếng Anh có cho thay thế cái giới từ là from, nghĩa là từ đó, xuất xứ từ đó. Thì mình có là ná ra, ná ram ha, Narasma nghĩa là từ người nam, hoặc là Narehi, Narephi là từ những người nam. Sở thuộc cấp thì nó có nghĩa là giống như sở hữu trong tiếng Anh, tức là của cái ai đó, của người nào đó. Vì nghịch là Narasa là của người nam, và Naranang nghĩa là của những người nam. Định sở cấp tức là chỉ là cái giới từ là chẳng hạn ở vị trí đó, in on S, tức là ở tại ở đó hay là ở thời điểm đó. Thì chỉnh vị trí thì có là ná rê, ná râm hí, ná rác min ở số ít nghĩa là tại nơi người nam, hoặc là ở người nam, hoặc là ná rê xuống là ở những người nam. Rồi ở hô cách tức là danh từ kiểu xưng hô thì mình có số ít là ná rá, hoặc là ná ra nghĩa là này người nam, hoặc là số nhiều là ná ra này những người nam. Dạ, thì phần giải thích đó là tóm tắt cái tám cái biến cách của một danh từ nam tính tận cùng là á. Dạ rồi, cảm ơn hai cô cuối để em giải thích cho. Rồi ok. Rồi về dịch chữ ra tới cú mara năng á, thì bây giờ mình sẽ quay lại các bạn chia. Dạ. Nhưng mà anh Khánh có nói về tám cách đó, thì hầu như là anh Khánh nói cũng tương đối là rõ ràng và phù hợp với bài và phù hợp rồi. Nhưng mà cái phần mà đối cách đó thì từ đến đó mình hiểu như là từ đến như là một trong ngoặc, và nó là một cái túc từ, nó bị tác động bởi một động, bởi một chủ từ thôi. Cho nên là mình bỏ hẳn từ đó luôn cũng được, không sao ạ. Rồi về đến với câu số 13 ra cháu của Mara Năng, thì nhìn vào bảng chia thì chúng ta thấy ở mình có hai cách, đó là chỉ định cách và sở thuộc cách, và hai cái này đều ở số nhiều, cho nên là tùy thuộc vào câu trả lời đa dạng thì mình có thể dịch lại đến các hoàng tử hay là của những hoàng tử gì cũng được. Về phần hô cách thì đối với những người mà giống như là những người đó giống như là người mẹ hay là người vua thì chúng ta không nên dùng từ này, hay vào đó chúng ta nên dùng... Tôi đang nói về sở thuộc cách chứ không phải hô cách. Con có đánh lộn không? Đang sở thuộc cách. Dạ đúng rồi, con sở thuộc cách là của người hoàng tử con. Dạ rồi, về câu 13 thì mình có hai cách dịch đó cô, đó chính là chỉ định cách và sở thuộc cách. Dạ. Dạ đây. Dạ đây. Đây một cái. Đây. Dạ rồi, đó là chỉ định cách và sở thuộc cách của ở số nhiều ạ. Mình có thể dịch là cho đến những hoàng tử hoặc là của những hoàng tử, hai cái này đều được ạ. À. Em có cần khái quát lại cái bản này không hay là đi qua luôn? Khái quát là đi. Dạ. Thì Long có thể giải thích một lần nữa đi Long. Dạ rồi.
Về chủ cách đó, số quách đó, thì mình hiểu như, nó như là một chủ từ, và mình chỉ việc thay đổi cái vị ngữ cũng như là cái đuôi ngoài sau của nó trong trong việc sử dụng câu mà thôi, và mình không có thêm những cái từ như là đến này nọ, không có thêm những từ gì trước danh từ đó. Và phần đối cách cũng vậy, đối cách đó chính là túc từ bị ảnh hưởng bởi chủ từ, bị ảnh hưởng bởi chủ từ thông qua một hành động nào đó. Thì cho nên cái phần đối cách ta cũng không nên thêm những cái từ gì trước danh từ đó. Và sử dụng cách là chỉ về phương tiện, cho nên trước sử dụng cách phải thêm những từ chỉ phương tiện như là do, bởi, với, bằng. Chỉ định cách, chỉ định cách là chỉ cho mục đích. Cho nên á, những danh từ được chia ở cách này được thường được thêm chữ là cho hoặc là cho đến. Về xuất xứ cách, xuất xứ cách là nói về xuất xứ, thì dĩ nhiên các bạn nói như vậy thì không ai ghi chép được cái gì cả, chỉ mình chỉ có nghe thôi chứ còn sẽ không học được bài. Các bạn phải nói chậm lại mới có thể ghi chép được chủ cách là cái gì, đối cách là cái gì, sử dụng cách là cái gì, thì mới có thể là giải quyết được. Chứ mà nói nhanh như vậy là chỉ có để nghe thôi chứ còn không có thể để học bài được. Dạ rồi, có một cái bảng chia về các cách thì thôi mình sẽ gửi lại cái bảng chia đó trước. Dạ. Dạ đây, có một bảng chia sư có giải thích về cái phần các dạng đây trong bài học mình cũng có. Trước cái bảng chia này, dạ. Không có đâu. Bài mấy? Yeah, không có Khánh Khánh ơi, con chỉ trực tiếp như nãy là dễ hiểu nhất, nhưng mà con nói chậm một chút xíu. Rồi. Tại vì người lớn tuổi á. Rồi. Nghe chậm lắm. Rồi đây đây đây. Rồi. Cái này cũng không có giải thích cái hết đó. Nên là không có hiểu nó là cái gì luôn á. Rồi, giờ để từ rồi, chậm lại. Rồi Long nói chậm lại nha Long. Chậm lại. Dạ đi con nói chậm lại nha cô. Chậm. Đúng rồi, con nói chậm lại. Dở các bạn đó rồi, rồi giờ là các bạn nói chậm lại để ghi vô là chủ cách là cái gì để sử dụng. Vậy. Dạ rồi, về phần chủ cách thì nói làm chủ từ trong câu. Cho nên là mình không cần thêm những cái từ gì trước danh từ hết ạ. Ví dụ như là ná rá thì mình chủ cách số ít của mình sẽ là ná rô, mình sẽ dịch là người đàn ông. Về số nhiều thì mình dịch là ná ra, những là những người đàn ông. Rồi, tiếp theo nha. Dạ, về đối cách thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi chủ cách. Cho nên ở đối cách số ít là ná răng thì mình vẫn dịch là người đàn ông. Số nhiều thì mình vẫn ná rê thì mình dịch là những người đàn ông. Cô có ý kiến này Long? Dạ. Ví dụ như đối cách đó, thì mình có thể nói là túc từ trực tiếp, nó dễ hiểu hơn. Cái phần túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp đó, thì trong bài giảng hình trong mấy bài giảng sau mình sẽ tìm hiểu thêm. Cô thấy là ví dụ cái ná răng là túc từ trực tiếp, nó phụ nghĩa trực tiếp cho chủ từ, cho một cái động từ nào đó. Dạ. Ông ơi, cái bản chia là cái giải thích theo cái đó vậy đi, chứ không có đó, không có nói túc từ gì trong đó là để người ta mới người ta không có hiểu. Ông cứ giải thích là cái bản chia là cái bản chia của cái bản na rá là bản nam tính, là chia theo cái bản nam tính. Thì cái đối cách đó có nghĩa là túc từ, nó tương đương với là cái nghĩa là túc từ trực tiếp. Mình hiểu như vậy mình dễ hiểu hơn. Rồi đúng rồi cô, dạ rồi. Đối cách. Thôi, có thể nó không chính xác lắm lo hết luôn Long, nhưng mà cái này giúp mọi người dễ hiểu, dễ phân loại mấy cái từ này ra. Dạ, chút mình làm một cái câu dài để mình sẽ bỏ những cái chức năng này vô một cái câu, mình sẽ thấy nó rõ hơn. Đúng rồi, con cho ví dụ như vậy đó, cho mọi người đều hiểu vậy con. Khi dạ. nào dùng đối cách, khi nào dùng sử dụng cách, khi nào dùng chỉ định cách đó. Yeah. Tôi thấy là trong phần khác đó, bạn Huyền, bạn có cái như vậy đó, thì nếu mà các bạn giải thích như vậy thì chúng tôi sẽ dễ hiểu hơn. Tôi thấy bạn Huyền có ghi trong cái phần chat.
Yeah, đây 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 để con coi cho ra. Và là nếu mà nói theo cái cách như vậy á thì sẽ dễ hiểu hơn á các anh. Dạ để con coi. Chậm lại. Các cô ghi không kịp các ơi. À, rồi rồi đúng rồi. Ừ. Đó. Thôi vậy thôi Long để anh giải thích lại phần này Long. Dạ, kiểu mình sẽ giải thích theo kiểu là chức năng của nó ở trong một cái câu. Đúng rồi, rồi với... con sẽ làm một cái câu căn bản đi mình giải thích. Đúng rồi con một cho một câu thí dụ. Dạ thôi câu ví dụ bằng đằng tiếng tiếng Việt luôn ha. Hay là... tiếng Việt nói là hiểu được đó. Dạ các bạn có thể giải thích cái kiểu như vậy. Dạ. Cảm ơn. Đi tiếng Việt con cần một cái cuốn rồi thôi tạm thời lấy cái này ra để có chỗ gõ thôi mọi người à, đừng quan tâm tới mấy chữ đây. Rồi một cái câu căn bản gồm có chủ từ và cộng với động từ. Mọi người thấy được cái này con gõ không à? Rồi thấy rồi căn... thấy rồi đấy. Thì giống như tôi đi động đi thì trong đó tôi là bằng chủ từ hoặc là đi bằng động từ. Đúng rồi con thí dụ vậy đó cho mọi người dễ hiểu. Rồi mình muốn mở rộng cái câu này lên thì bắt đầu mình sẽ thêm hoa lá vô một cái câu. Thì bắt đầu nói là tôi đi đến chùa. Đây mình có bắt đầu thôi nha. Thì mình có lại chủ từ. Dẫn y chang như tới. Mình có đến chùa. Thì cái này là gì? Cái túc từ chỉ vị trí không? Thì cái túc từ chỉ vị trí thì ở đây ở trong tiếng Pali nó dùng ở thuật ngữ gọi là định sở cách. Đúng rồi con giải thích vậy tốt quá. Chết rồi, không gọt được. Đây, tại vì một số cái ngôn ngữ Pali mình đang học á, là được những người viết cách đây cũng khá lâu rồi. Từ thế kỷ 17, 18 gì đó. Thì có một số thuật ngữ nó sẽ hơi cổ. Rồi bắt đầu mình sẽ mở rộng từ từ. Rồi, bây giờ mở rộng thêm một câu nữa. Tôi đi đến chùa bằng xe buýt đi ha. Bằng sao xe bớt, chỉ đi đi con. Dạ, tôi đi đến chùa bằng xe máy. Rồi bây giờ mình có thêm một câu dài dài hơn nữa thì mình sẽ ở đây một số cái nữa. Các Khánh nhớ lưu cái bài buổi học bữa nay lại nha con. Dạ. Ủa sao mất cái chữ đến chùa rồi các Khánh? Dạ con không biết để con gọi lại. Đến chùa. Tục tự chỉ vị trí rồi định sở cách rồi con đây để con lên luôn đây chủ từ tức là chủ cách luôn để gọi lại rồi ha. Rồi tôi đi đến chùa mấy cái này mình copy là hết rồi. Bây giờ bằng xe máy máy là bằng phương tiện gì không anh ơi? Dạ. Túc từ đó không phải là định sơ cấp đâu nha. Cái túc từ đó là chỉ vị trí đó không phải là định sơ cấp đâu. Dạ em đừng giảng rộng vô quá để nó về sẽ dạy lại chứ giờ mình ở trong bài học thôi. Đừng đi rộng quá vậy nó thôi. Mình chỉ đi về chức năng thôi anh. Chức năng. Rồi ok. Tại vì cái đó là đối cấp đó, chứ không phải định sơ cấp đâu. Đối cấp hả? Đến chùa là đối cấp hả chị? Chùa đó cái chùa đó là đối cấp đó. Đi đến là động từ rồi, chùa là rồi. Rồi ok. Vậy là đối cấp phải không? Ừ. Đối cấp. Thì đi ông từ đi, đối cấp. Ok. Đối cấp là chữ chùa. Vậy đối cấp. Cái đó đến chùa ở phần trên thì sao? Nó có phải là đối cấp hay là định sở cấp? Đối cấp. Con lộn cái này một tí. Ở trên luôn nè, cũng là đối cấp luôn nè. À, Hoa, coi cái nào nhắc nhở với các Khánh cho nó
phương tiện, rồi thì nó tương đương với là sở dụng cách. Rồi à, mình mở rộng thêm gì đó. Bây giờ mới mở rộng thêm câu nữa là tôi đi đến chùa bằng chiếc xe máy của tôi. À, bằng xe máy của chị tôi đi. Rồi. Bây giờ mình ở đây câu này mình phát sinh thêm nữa một cái nữa là của chị tôi. Em chỉ copy phần này lại thôi. Của chị tôi thì mình muốn dùng cái gọi là sở thuộc cách. Dạ. Xe máy. Thì xe máy của chị tôi. Bây giờ em chỉ vô bài học thôi, cái này đi quá xa rồi, cái bài này sư chưa dạy tới, nên mà em giờ em làm vậy nó rối lắm. Dạ rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ căn bản như mọi người thấy á, là những cái chia này nó sẽ dùng chức năng như vậy, từ từ mình sẽ dịch ra, thì nó sẽ chia vô như vậy. Rồi mình giải tiếp bài cuối cùng ha. Khoan, đừng có xóa cái này đang viết thôi Khánh ơi. Dạ dạ. Dạ cái này cũng chỉ tóm tắt cho mọi người nhớ nhớ sơ thôi hả? Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Rồi câu cuối là Tabasco Rodati. Thì ở đây mình có một cái chủ từ và một cái động từ. Thì phải ôm hai cái. Đầu tiên là Tabasco. Thì mình quay ngược lại cái bảng chia của mình. Okay. Giờ đây. Tabasco, Tabasá. Ở đây. Ngay chủ từ số ít Tabasco nghĩa là đạo sĩ, một vị đạo sĩ thôi. Khánh rồi. Ơi lên trình chiếu màn hình Khánh ơi. Ôi chết chết quên. Yeah, sorry. Trình chiếu màn hình rồi rồi. Sorry con quên. Đây rồi. câu 14 là Tabasco Rodati. Đây. Thì mình có một phần nữa, đây là chủ từ. Và Rodati là động từ trong câu. Thì mình quay ngược lại. Thì cái bảng chia đây. Chia tương tự với động từ ná rá. Mình thấy Tabasco là chia động từ số ít. Có một cái thôi. Chủ cách số ít. Nó nghĩa là vị đạo sĩ hay là đạo sĩ. Một người đạo sĩ thôi. Còn Rodati là mình phải coi lại động từ. Rồi ra tới là khóc đó, chú Khánh ơi. Rồi, khóc đó, ở chia ở cách số mấy? Số ít hay số nhiều? Số ít không? Đây, mình có động từ đây, rô đá tí, khóc. Giờ sẵn tiện ôm luôn cái bảng chia động từ luôn. Đây, động từ Bali, rô đá tí, chia tương tự như từ bách chá tí là nấu. Thì chúng ta có bách chá tí chia ở số ít, rô đá tí số ít thì có số sa tăng nghĩa là gì, anh ấy, cô ấy và nó. Đây tức là số ít, vị đạo sĩ khóc. Rồi đó là lời giải của cái câu cuối cùng. Dạ rồi, quý Phật tử có câu hỏi nào liên quan tới bài lời giải của bài tập của sư đưa ra không ạ? Bây giờ thì hiểu rồi Khánh ơi. Yeah. Bây giờ thì hiểu hết rồi. Hôm bữa thì không. Thì ở Rodati cái động từ thì hiện tại thì có thể đang dịch là khóc hoặc là đang khóc cũng đều đúng hết nè. Có thể dịch là đạo sĩ khóc, đạo sĩ đang khóc, vị đạo sĩ khóc, vị đạo sĩ đang khóc. Thì tất cả những câu trả lời đó đều đúng hết. Dạ, cho con hỏi một cái ạ, là khi mà di chuyển ở cái từ ra chậm của mà ra nắng á, là mình cần phải nêu hết bốn đáp án hay là chỉ cần trả lời một trong bốn đáp án đó là được ạ? Mình trả lời một trong bốn đáp án hoặc là mình trả lời luôn hai đáp án luôn cũng được, nghĩa là đều đúng. Dạ, là khi làm một đáp án là một điểm đầy đủ rồi. Dạ. Lúc mà trả lời hai đáp án thì nó hơi rắc rối, tại vì có một số bạn trả lời hai đáp án bằng cách là một dấu phẩy chính giữa hai từ, thì có một số bạn này viết là do hoặc
thì mình cũng không có lường trước trường hợp đó nên mình viết một cái thôi dấu phẩy. Thì nhiều một số bạn trả lời hai đáp án dùng chữ hoặc đó, lại không được điểm câu này, thì mình cứ căn cứ vào đáp án mình so sánh lại, thấy mình làm đúng rồi mình tự chấm cho điểm cho mình. Ôi các Khánh cho cô hỏi chút, cô vô lớp trễ đó, thành ra là cái bài tập này là mình làm hôm nay hay là ngày mai? À, không, bài tập này mình đã làm kỳ rồi ấy cô, vô chỉ sửa giải thích lại cho mọi người tại sao là đáp án như vậy thôi cô. À vậy hả, rồi cô tưởng mà làm bài mới mà hôm nay không, mình không học từ lớp của sư cả hả? Dạ, bữa hôm nay là sư có thuyết pháp nên sư nhờ lớp này cùng ôn bài lại, cô sửa bài tập cùng ôn bài lại từ bài 1 tới bài 5. Và nếu ai chưa có cài sử dụng được cái bàn phím Bali á thì hỗ trợ mọi người để sử dụng cho được á. À rồi, cô cảm ơn các Khánh, cô tưởng bài tập mới. Dạ, cảm ơn. Thì chưa cho sư chưa gửi bài tập mới. Như sẵn dịp đây con hướng dẫn lại khi đánh chữ, trả lời câu hỏi rồi đăng lên như thế, trả lời như thế nào sao cô gửi hoài nó không lên con. Dạ thì rồi ok. Dạ. Đây. Giờ đây thì ở bài tập á, thường là mình sẽ không có thời gian, còn nếu có thể mình sẽ gõ không nhanh, thì bài tập thường sẽ cho trước nên mọi người có thể gõ một cái đáp án ở trên cái phần note ghi chú nếu mọi người xài điện thoại iPhone, hoặc là một cái ứng dụng tương tự ở trên Android thì mình sẽ gõ thêm một cái câu trả lời cho mình. Những ví dụ ở đây con sẽ gõ chữ gì đó. Tabasco. Đây chữ Tabasco Rodati. Giống như cái ví dụ hồi nãy. Rồi cái câu này có thể dài, có thể ngắn gì đó, mọi người cứ gõ trước và lưu sẵn cái bài tập này, chẳng hạn mình ghi ở đây là bài tập Bali 1 đi. 1 để mình nhớ. Rồi chẳng hạn như đây là câu số 1 gì đó. Rồi. Mọi người thấy trên màn hình có không ạ? Thấy rồi. Thấy Khánh rồi. Rồi vậy thì khi mà sư sửa bài á, mọi người muốn trả lời á, mọi người cứ copy cái này, thì mọi người chẳng hạn như chọn nó chọn rồi nhấp phải chuột copy. Copy nó. Rồi bắt đầu mình sẽ vô cái phần chat của lớp. Mình sẽ gõ vô chẳng hạn như trong đây chat. Đó. Thì khi mọi người trả lời thì mọi người thấy một số người trả lời nhanh thì đa số là do có chuẩn bị trước. Giờ mình ghi chép đi. Trên đó là mình gõ vô cửa sổ chat, mọi người kiểm tra cửa sổ chat đi, sẽ thấy cái câu mà con vừa copy con dán lên đó. Chưa thấy con. Ủa dạ. Chưa thấy đây. Trên màn hình chưa thấy. Dạ trên cửa sổ chat đó cô. À. Giờ mình bấm vào nút chat đó con. Dạ đúng rồi, vào nút chat đó con có gõ chữ Tabasco tí trong đó. Thấy rồi Khánh ơi. Dạ thấy rồi con. Đó thì là cách mọi người có thể chuẩn bị trước cái câu trả lời của mình. Và khi cần thì cứ gõ vô. Gõ vô đó rồi. Còn ở trên điện thoại á, thì có chức năng chuyển qua chuyển lại với mấy cái app bằng cái nút home á. Thì mọi người nhấn nút home 2 lần thì nó sẽ lên một cửa sổ để mọi người có thể chuyển qua chuyển lại với mấy cái app Note với là phần mềm Zoom. Cho cô hỏi cái bài tập này là chỉ cái là bài tập mẫu để Khánh hướng dẫn thôi đúng không? Dạ bài tập kiểm tra kìa rồi đó cô. Ủa vậy hả? Ừ. Dạ. Thì bài kiểm tra kỳ rồi, tại vì máy con trục trặc nên con không có truy cập vô cái kết quả tổng kết kỳ rồi. Thì kỳ rồi là mình lớp mình lúc đó là có 46 Phật tử cùng tham gia lớp, thì có 40 Phật tử đã làm được bài tập. Thì kết quả thống kê điểm cao nhất là 9 điểm, như có 3 Phật tử đạt điểm 9.
và điểm thấp nhất là 3 điểm ạ. Các Khánh chuyển cái màn hình xích lên trên chút các Khánh. Dạ dạ. Phần trên. Dạ. Được rồi. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Được rồi, thì phần thời gian còn lại thì mình sẽ ôn lại phần bài học từ bài 1 tới bài 5. Thì nội dung bài học 1 tới bài 5 thì mình chỉ có phần chính thôi là số đếm, rồi danh từ và động từ. Thì ở phần nào nếu mà mọi người có câu hỏi thắc mắc thì có thể nêu lên ạ. Thì bài 1 mình chỉ có phần âm, nguyên âm, phụ âm của Pali. Thì phần này bài 1. Nhờ cô Tịnh Hạnh hướng dẫn đọc lại thêm một lần nữa. Dạ, cho xin nhờ cô Tịnh Hạnh đọc lại từ đầu. Dạ, dạ, đúng rồi. Sẵn cô Tịnh Hạnh đọc mấy cái số đếm luôn nha con. Dạ. Thì phần âm này thì mọi người đọc rồi. Vậy con sẽ mời Tịnh Hạnh đọc một phần số đếm với cái phần đàm thoại một lần nữa cho mọi người. Dạ, dạ xin mời cô Tịnh Hạnh ạ. Dạ, giờ Khánh muốn đọc phần nào vậy? Phần 4 có phần đàm thoại nè chị. Phần đàm thoại đọc, chị đọc một lần cho mọi người nhớ thôi, với phần cái số đếm phía dưới thôi. Rồi. Dạ. Chào hỏi thông thông dụng. He, xin chào. Su Phan, xin chào. Su Phan Po, xin chào. Su Pháp Ba Tô, chào buổi sáng. Su Pháp Ba Tăng, chào buổi sáng. Su Pháp Bấp Ban Hô, chào buổi trưa. Xuất phát Sanyan Ho, chào buổi chiều. Xuất phát Sayang, chào buổi chiều. Xuất phát Rát Tí, chào buổi tối. Xót Thí, chào tạm biệt. Dạ. Dạ thì mọi người nhìn trong đây, thực ra mọi người cũng đón được cấu trúc sơ sơ của Pali. Thì giống như là xuất phá, mình có thể thay thế là chào gì đó. Rồi bắt đầu Bát Tô, Bát Tăng, Banh Hô buổi trưa, buổi chiều gì đó, Rát Tí ban đêm. Thì nghĩ là mình có thể đón sơ sơ để cách dễ nhớ. Dạ, tiếp theo là phần số đếm. Thì nhờ chị Hạnh đọc lại cho mọi người. Dạ. E cá 1, Đúy 2, Tí 3, Chá Tú 4, Banh Chá 5, Chá 6, Sát Tá 7, Á Thá 8, Ná Quá 9, Đá Xá 10. Dạ rồi, thì Phật tử mình đã đọc được hết 10 số đếm đầu tiên của Bali ạ. Rồi. Phần này bỏ qua. Rồi. Rồi mình sẽ qua phần số 2, ôn tập ở bài số 2. Phần ngữ vựng. Những phần ngữ vựng của bài Bí Phật Tử bây giờ đã đọc được hết không ạ? À? Thì Bí Phật Tử có muốn đọc lại những phần có, ngữ vựng? Có, con cứ việc đọc đi. Ai đọc được rồi thì người ta hoan hỷ. Còn những vị chưa đọc thì sẽ nghe lại. Không sao đâu. Dạ, vậy mời chị Tinh Hạnh đọc một lần những phần ngữ vựng của bài tập bài học này cho mọi người nghe lại ạ. À. Phần ngữ vận: Cha tá đi quá xá, ngày sinh sinh nhật. Xít thá thá ra chá cú ma ra, thái tử sĩ đạt ta. A san la, a san há sa, ma xá, há, tháng a san há. Đọc lại nhé. A san há ma xá, tháng a san há. Cha giá tí hạ sinh, quân ná mi đi quá xá, ngày rằm. Quê sa khá ma sa, tháng quê sắp. Lâm phí ní quá ná, lâm tì ni. Hi ma hoàng tú, hi mã lạp sơn. Cá bí la quá thú ná gá ra, thành ca tì la vệ. Đê quá đá há ná gá ra, thành đê quá đá há. Dạ. Cảm ơn chị Hạnh. Đây. Thì hồi nãy mình đã ôn sơ về phần danh từ.
thì mình biết danh từ có bốn phương thức là tính, ngữ số, vĩ ngữ, ngữ cách. Thì mình đã học ông sơ phần tính thì gồm có sinh tính và định tính, thì mình sẽ coi sơ về ba phần còn lại. Dạ. Ngữ số của danh từ thì cũng tương tự như động từ, thì ngữ số chia là có hai cái thôi, là số ít, cái cá vá trái ná là cái gì, số ít một người thì gọi là số ít, giống như Raja Kumaro một vị hoàng tử, Amacho một đại thần, Nari một người phụ nữ. Dạ. Còn số nhiều thì cũng tương tự là ba hú vá trái ná, thì cái gì mình nói nhiều hơn một người thì mình dùng là số nhiều. Đó là Raja Kumara, những vị hoàng tử, Khatiya Khanna, các cô công chúa, và Raja Nagarani, các hoàng thành. Dạ, thì có thứ hai là số của danh từ, gồm có hai số, số ít và số nhiều. Dạ. Phần thứ ba hồi nãy là gồm ở trong cái bài kiểm tra của mình rồi. Vĩ ngữ là cái từ cuối cùng của một từ, thì ở danh từ nam tính thì có 7 vĩ ngữ, thì trong đó là bỏ bớt một, nếu mà 7 vĩ ngữ bao gồm tất cả những cái nguyên âm ngoại trừ nguyên âm O, nguyên âm E, tức là 8 nguyên âm là A, A, I, I, U, U, E, O, thì danh từ nam tánh vĩ ngữ Á, danh từ nam tánh gồm có 7 vĩ ngữ. Thì phần này nhờ chị Tịnh Hạnh đọc sơ là những cái danh từ thí dụ của danh từ nam tánh. Rồi. Đọc phần nào Khánh? Dạ phần ná rá, bê chá. Rồi. Ná rá, người nam, quét chá, bác sĩ, Arirasa quá cá, bậc thánh thinh văn, Upasika, tính nữ, Kuma Rika bé gái, Amma người mẹ, Ý sĩ ẩn sĩ, Bồ thí cây bồ đề, Wari nước, Devi hoàng hậu, Sethi triệu phú, Raja Kumari công chúa. Cô Hoa đọc, cô Hoa, Hoa nhớ đọc cái âm cuối là y hoặc ý, tặng cho các Phật tử phân biệt được. Ví dụ ná, ná rá là cái âm cuối là á. Dạ rồi. Còn u ba xí ca âm cuối là a vậy đó, không cho phân biệt được vậy đó. Như là nằm trong phân từ câu ra rồi, nhìn vô câu là biết rồi. Thì ở đây trong bài học của sư là cho ví dụ của bốn cái vị ngữ là á, a, ý, y, thì sẽ có những cái vị ngữ là ú, u, ô nữa, nhưng mà mình sẽ gặp sau. Sư chưa cho phần này. Các Khánh, cô Huyền có một câu hỏi, các Khánh nhớ lát được trả lời cho con. Dạ dạ, để con coi. À rồi, cô Quyền có câu hỏi là danh từ có tính thì trả lời, có máy tính thì trả lời là hai tính là sinh tính và định tính. Còn hỏi như thế nào nếu trả lời là ba tính là nam, nữ, trung. À đã, thì cái định tính, nam tính thì bản thân một danh từ nó là chia là ba tính, là nam tính, nữ tính và trung tính. Và cái cách phân loại của nó thì có hai cách phân loại, là mình phân loại theo sinh tính, tức là dựa vào hình thức sinh của cái nguồn gốc của nó, thì mình định đặt của nó là danh từ nam tính, nữ tính hay trung tính. Và một số cái thì nó là không theo quy luật gì thì gọi mọi người là định tính. Thì cái nam tính, nữ tính, trung tính á, thật ra là một cái giống như nguyên tắc ngữ pháp vậy á. Thì sau này mọi người học đọc đi đọc lại sẽ thấy là những danh từ nam tính, những hình thức chia 7 cách của nó sẽ tương tự như nhau. Những danh từ nữ tính, cách chia của nó cũng sẽ tương tự như nhau. Những chỗ giống nhau sẽ giống nhau, sẽ tương tự như vậy cho những danh từ trung tính. Chỉ là một cách phân loại gom như cùng nhóm để dễ nhớ thôi, chứ không có gì đặc biệt. Mình không có cần quá quan trọng là tại sao danh từ nữ tính, danh từ rõ ràng là chỉ một người nữ mà là danh từ nam tính.
thì cái này giống như một cái nguyên tắc ngữ pháp và một cái thói quen dùng ngôn ngữ thôi à. Giờ không biết là này đã trả lời được câu hỏi của chị Quyền chưa? Dạ. Thì cái tính nam tính, nữ tính hay là trung tính á, là cái do chế định đặt ra thôi, mình chấp nhận. Và mình không biết nó là tính nào á, thì cách duy nhất là mình tra từ điển. Trong từ điển sẽ hiện rõ là cái từ đó là nam tính, nữ tính hay là trung tính. Mình không cách nào nhìn cái vị ngữ đó mà đoán được nó là danh từ thuộc loại nào á. Dạ, con hiểu rồi ạ. Ý là con tại vì khi trong bài kiểm tra ấy, lúc đọc câu hỏi như thế thì không biết là nên trả lời chọn đáp án là 2 hay 3 ấy. Nên là con chỉ thắc mắc cái đoạn đó thôi. À rồi, ok. Sự phân loại tính trong tiếng Bali có mấy cách? À, cái này đúng là nó hơi không rõ lắm. Đúng rồi. Thì có thể là 2 hoặc 3 đúng không? Thì có thể, à đúng. Thì cái này chắc lần sau góp ý sư để sư đặt câu hỏi rõ rõ hơn. Sự phân loại A. À, đây rồi. Thì mình dựa vào sự phân loại. Cái này là có chữ phân loại. Nếu mà sư hỏi là danh từ Bali có mấy tính. Đây là cái thứ hai từ khóa là mấy cách. Sư hỏi là mấy cách chứ không phải là mấy tính. Thì chẳng hạn nếu sư hỏi là sự phân loại trong Bali, sự phân loại tính từ trong tiếng Bali như thế nào thì có mấy tính gì đó, thì mình trả lời là có ba tính, là nam tính, nữ tính, trung tính. Nhưng mà này rõ ràng là sư hỏi là có mấy cách để phân loại tính trong tiếng Bali, thì mình rõ ràng chỉ có câu trả lời là hai cách thôi, là sinh tính, định tính. Rồi giờ xin quay lại cái bài học ạ. Thì danh từ ngữ cách ví phách tý thì là cái hình thức thứ tư của của danh từ, thì nó chia theo 8 ngữ cách. Thì ở đây một phần bên bảng bên trái á, là mình có cái bảng tiếng Việt, và bên phải á, là có bảng tiếng Bali. Thì tiếng Bali á, thì trong bài học nếu mà Phật tử để ý á, một số lần đó, thì sư dùng là cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba, cách thứ tư, thứ năm, thứ sáu. À, mọi người nếu nay học cái số đếm thì bắt đầu mới thấy nè. À, bát tha má hình như là sơ. À, bát tha má là sơ nè. Đú, đú tí, tá tí, chát tú, panh chá, chát thí, sát tá. À, đó, tới đây mình thấy cái thứ bảy rồi nè. Át la panh ná hình như là cái khác, cái hồ cát không rành này. Nhưng mà rõ ràng ở trong tiếng Bali gốc đó, nó ghi là sơ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi còn cái cách chia chẳng hạn như mình gọi là chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định sở cách, hô cách. Tức là cái cách chia này gọi là cách chia hiện đại, tức là làm cho mình nhớ nơi cái cách này có chức năng gì để dễ dịch thôi. Chẳng hạn mình nhớ là đối cách, mình biết cái này đã sử dụng làm tốt từ đối cách, tức là nhận trực tiếp cái hành động đó. Sử dụng cách là nghe chữ sử dụng nè, là biết nó là cái công dụng hoặc là cái bằng phương pháp gì. Chỉ định cách thì nói cái này để mình nhớ nó là đối tượng nhận được cái hành động gì đó. Xuất xứ thì nghe xuất xứ là biết là từ nơi nào đó. Sở thuộc cách nghe sở thuộc thì mình sẽ nhớ tới nó là chẳng hạn như thuộc sở hữu gì đó. Định sở cách rồi thì nhớ là chỉ định về địa điểm, thời gian. Hô cách, mình nghe hô cách thì mình sẽ biết nó là chẳng hạn như tiền xưng hô. Dạ, thì đó là hai cái này đều là tương đương với nhau. Thì cách nào mình thấy dễ mình cứ nhớ cách đó. Còn cách là chia cái này là gọi là chia kiểu Bali truyền thống. Dạ, thì mình tiếp phần bài học sau ạ. Thì phần này về phần chào hỏi và phần số đếm thì nhờ Phật tử Tịnh Hạnh đọc một lần nữa cho mình. Dạ, bây giờ đọc cách hỏi tên. Dạ, đọc cách hỏi tên và số đếm từ số 1 tới 20 ạ. Dạ, Tiết Sáng, Su Phan, xin chào. Naga, Su Phan, xin chào. Tiết Sáng, Ahang, Tiết So, Nama, tôi tên là Tiết Sáng. Tiết Sáng, cô Nama Toan, bạn tên gì? Naga, Ahang, Nago, Nama.
Nam á, tôi tên là Naga. Số điểm Eka Dasa số 11, Dwa Dasa số 12, Terasa số 13, Chatur Dasa số 14, Pancha Dasa số 15, Solasa số 16, Satarasa số 17, Atharasa số 18, Ekuna Visati số 19, Visati số 20. Ở đây thì có một số nguyên tắc thì mọi người có thể đoán sơ sơ ra, thì chẳng hạn mình nghĩ là đá xá, lát xá hay là rát xá, thì cái này là số 10, chẳng hạn như là nguyên tắc biến âm thôi. Ê cá mình nhớ số 1 nè, lá số 2 nè, tê số 3 nè, chát tú là 4 nè, panh chá là 5 nè, xê tá, cái này là biến âm nó rồi, rồi sách tá là 7 nè, át thá là 8, là Ekuna Visati tức là Visati là 20, Eku là 1 tức là 20 trừ 1 ra còn 19. Thì một số cách để mọi người nhớ, như để em là cách để em nhớ mấy số này. À, các Khánh ôm xong rồi có một số bài tập ở trong bài 1 tới bài 5 á, có một số bạn muốn các Khánh giải giùm bài tập đó luôn. Rồi vậy mình lướt qua phần động từ một cái nữa rồi mình sẽ ôm luôn phần bài tập với bài tập. Thì phần ngữ vựng, tại vì thời gian còn lại ít vậy thì xin bỏ phần ngữ vựng này để mình ôm lại cái phần động từ. Rồi cái phần số đếm này quan trọng, thì xin Trần Tịnh Hạnh đọc luôn số đếm từ 30 tới 1000 cho mọi người ạ. Rồi một bài số đếm. Tin Xá Tý 30, Chát Ta Ly Sa 40, Pan Nha Sa 50, Sát Thí 60, Sát Tá Tý 70, Á Si Tý 80, Ná Út Tý 90, Xá Tá 100, Xá Hát Xá 1000. Rồi. Dạ. Cảm ơn chị Anh ạ. Dạ. Rồi mình sẽ qua cái phần động từ, là cái hồi nãy giờ mình chưa có cơ hội ôn phần động từ. Đây. Không, xuống lên, xuống à. Lên nữa. Dạ. Đây, ngồi sơ thì hiện tại bỏ hôm nay cái bảng chia đây. Đây. Thì cái bảng chia động từ thì cái này thật ra cũng có nguyên tắc. Và mình sư có một cái bảng để nhìn thấy cái đuôi không, mọi người sẽ dễ nhớ hơn. Đây. Lấy bảng này luôn. Dạ. Thì mọi người để ý ha, cái động từ từ bát chá tí là nấu. Thì ở ngôi sơ tức là ơi anh ấy cô ấy gì đó, thì ở số ít mình có là chữ tí nè. Rồi ở số nhiều mình có anh tí. Rồi ngôi trung tức là bạn thì mình có chữ xí. Rồi ngôi số nhiều mình có chữ thá. Và ngôi thượng tôi nó có mí. Và số nhiều mình có má. Thì nhớ đơn giản thôi là tí, anh tí, xí, thá, mí, má. Thì cái anh từ tận cùng là A tí thì á tí thì mình chia như vậy. Thì tương tự sau này mọi người động từ ở thì hiện tại thì chỉ có bốn dạng thôi. Bốn dạng động từ thì hiện tại. Yeah. Không lấy một cái bảng. Không Khánh ơi, em phải nói gì nè. Dạ. Là coi chết tí là bỏ á tí và ghép những cái đuôi về sau vô, ví dụ như là ví dụ ngoài sơ thì bắt chết tí thì bỏ á tí và thêm bắt chết tí. Dạ dạ, để kiếm em nhớ có một cái bảng chia như vậy để các bạn nó ra nó gọn hơn. Cuối lần, cuối bài lần. Cuối bài lần không chị? Bài trăm mấy. Động từ đây, dạng này. Sẽ copy cái này. Rồi cái bảng chia đâu ta? Bảng chia cuối á. Đây, chỗ này luôn phải không? Đây. Một trăm bốn mươi tám lần. Trời, 148 luôn hả chị? Ừ.
Dạ thì cái này mình sẽ ôn tổng quan về bốn dạng động từ ở thì hiện tại của Pali. Thì ở đây chẳng hạn như động từ bát chế tí thì mình bỏ chữ á tí. Mình bỏ chữ á tí là những cái ba âm cuối này, mình thay thế bằng những cái âm ở trong đây. Chẳng như bát chế tí thì tại số ít những chia là á tí, số nhiều là bát chan tí. Rồi ngôi thứ thứ hai thì mình chia là bát cha xí. Rồi bát chá thá. Rồi ngôi thượng thì mình ghi là bát chá mí, bát cha mí. Và yeah, số nhiều là bát cha má. Rồi thì những cái từ tận cùng là a tí mình sẽ chia giống y chang cái bảng phía trên đây. Thì cái dạng thứ hai nữa là dạng động từ thể e tí. Thì mình thấy a tí với e tí khác nhau ở khúc này thôi. Thì mình cũng tương tự quy tắc ở trên, mình bỏ chữ e tí này đi. Mình thêm những cái đuôi ở phía dưới vô, chẳng như e tí, en tí, e xí, ê thá, ê mí, ê má, nghĩa là gì? Đê xê tí thì đê xên tí, đê xê xí, đê xê thá, đê xê mí, đê xê má. Thì mọi người thấy quy tắc nó quen quen không? Tí, en tí, xí, thá, mí, má. Mình chỉ thêm một cái chữ phía trước thôi. Rồi bây giờ mình qua cái dạng thứ dạng động từ thứ ba nữa, tận cùng là a tí, giống như là cha na tí, chiến thắng. Chưa học mà bài này chưa học á. Thôi thẳng giải thích luôn để dễ nhớ chị Hoa. Rồi thì mình cha na tí học rồi. Cha na tí học rồi. Học bài thứ năm rồi. Thì nguyên tắc này mọi người thấy nè, tí, an tí, xí, thá, mí, má. Thì bây giờ mình chỉ nhớ thêm chữ A phía trước thôi. Bỏ A tí, thêm vào những cái đuôi này vô là mình ra được cái động từ. Đó là ba dạng động từ. Còn cái cuối cùng là động từ tận cùng ô tí. Giống như hô tí này. Đây thì mình bỏ mình cũng thấy luôn nè. Tí, hon tí, ô xí, ô thá nè, hô thá nè, ô mí, ô má. Đó thì mình nhớ bốn động từ Pali rất đơn giản. Thật ra nhớ là mí, tí, tinh, an tí, xí, thá, mí, má vậy là xong hết trơn rồi. Dạ, thì đó là hết phần động từ. Nghĩ tới bài 5 mình chỉ xài động từ thì hiện tại thôi. Và mình sẽ nhớ hết phần này. Dạ rồi, quý Phật tử có câu hỏi nào không ạ? Rồi, mặt nắm đi. Dạ, đây. Dạ. Rồi để coi. Rồi thì phần bài tập, hình như hồi nãy Phật tử có muốn sửa một cái bài tập nào đó. Giải bài tập trong cuốn bài tập. Rồi thì mình sẽ lướt qua lại cái bài tập Pali. Khánh có một Phật tử hỏi các Khánh. Dạ. Yeah. Dạ cũng gần hết giờ rồi. Chắc là cái bài tập mình để sau được không ạ? Dạ đúng rồi anh, tại vì sư có nói là bài tập tuần sau mình sửa. Dạ rồi, vậy thì có bài tập thì lần sau coi như mình làm một bài ôn và tất cả bài tập từ bài 1 đến bài 5 mà. Có bạn Minh Đức thì hỏi câu là
một cấu trúc câu bình thường, vậy thì khi dùng câu hỏi hay câu phủ định thì dùng như thế nào ạ? Thì câu hỏi thì mình đã có trong bài học rồi, để mình share lại. Đây. Thì câu hỏi thì cái phần hỏi tên mình cũng đã hỏi rồi. Thì có một số gọi là nghi vấn đại từ, giống như cô Kinh là bạn tên gì? À, đây, đây. Của phần hỏi tên, phần là với xin chào. Đây, 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 đây. Của chị Hoa, cái câu hỏi trong tiếng Bali hình như dùng hai hình thức phải không chị? Một là cái ngữ âm, cách mình hỏi, mình dùng lên giọng xuống giọng. Cái thứ hai là dùng cái từ hỏi. Câu hỏi trong Bali á anh, thì hầu như á bây giờ mình học phải học theo văn bản thôi, cho nên hầu như là mình chú ý từ hỏi thôi. Đúng rồi. Để đặt tên rồi, ok. Thì mình sẽ qua lại cái câu hỏi ở đây. Trong đây có những từ hỏi. Đây. Thì những từ hỏi là những từ giống như kinh này phải không Long? Câu hỏi người ta hỏi gì? Anh ơi, hình như là em chưa rõ câu hỏi của Phật tử à. Thì câu hỏi Phật tử Đức Ngạn á, tức là có hai câu hỏi. Một là cấu trúc bình thường, vậy thì cấu trúc câu hỏi hay là câu phủ định sẽ dùng như thế nào? Về cấu trúc của câu hỏi á, thì hầu như mình dùng từ để hỏi, còn cấu trúc câu phủ định á, thì mình dùng cái trạng từ phủ định trước động từ, ví dụ như là ná hoặc là no trước động từ. Cái phủ định của Bali á, thì nếu mà có từ hình như là tính từ không, ngược lại cái từ tính từ đó thì dùng chữ a hoặc an. Dạ. Hơi nhiều thôi, để lần sau. Để chị mốt là sư dạy đi anh. Tại vì cái bài này á mình chưa học tới nên mà giờ giải nó rối lắm. Để sau này tôi giải tới từ từ, bắt đầu sẽ giải tới mình dễ hiểu hơn. Dạ. Thì nó thì sẽ có phần giống một từ phủ định. Nó tương tự tiếng Việt, khi mình nói không, không cái gì đó thì nó sẽ có nghĩa là phủ định thôi. Dạ, vậy bây giờ em trả lời đối với câu hỏi nha anh. Rồi, về từ để hỏi thì mình trong câu này là mình có từ cá, và từ kinh này là mình chia theo chữ xếp bằng không? Dạ đúng rồi, cho nên là anh về công phần câu hỏi này anh muốn rõ thì anh cứ hỏi sư đi ạ. À, anh cứ hỏi sư mình sẽ rõ hơn. Dạ rồi, ok. Không phải cái cô chú Đức Minh Ngạn này hỏi là cái câu đó có trong bài học, nhưng mà ý chú nói cách đặt câu như thế nào chú chưa hiểu nên chú nhờ mình giải thích giùm. Trong bài học á, trong bài học mình có cái cách đặt câu hỏi không ta? Chưa, em nhớ là có một cái hỏi tên thôi à. Nó chưa học đâu anh ơi, mình chưa học. Chưa học cách đặt câu hỏi đâu các thánh ơi. Dạ, chưa đặt câu hỏi thì thôi mình chờ chừng nào sư giảng đi. Mình tạm mấy cô này sư mặc định sẵn cho mình học. Dạ. Thôi chứ chưa học cách đâu. Dạ rồi. Vậy thôi, hẹn Đức Minh Ngạn sau để sư trả lời câu này rõ hơn cho anh ha. Các thánh ơi, nhờ các thánh hướng dẫn giùm cô cái cách mà làm cái bài tập hôm trước đó, các thánh. Dạ. Sao máy cô không làm được. Rồi, ok. Cứ máy điện thoại mà cái chữ nhỏ xíu cô không nhìn thấy gì hết trơn.
Bây giờ bây giờ hồi nãy thì cô làm cái bài của Ngọc Trân á, đưa lên trong cái ấy thì cô làm xong rồi. Đó thì còn một bài mà... cô không có một bài duy nhất thôi à? Không, nhưng mà ý là cái lúc mà mọi người đang làm mà mình đao về được luôn á, còn này mình làm sao rồi? Rồi. Làm sao nhưng mà gửi cũng gửi thì không được rồi, tại vì mình đâu có trong room, đâu có zoom lúc này đâu mình gửi được cô. Dạ, mình chỉ làm cho mình biết cái hiểu của mình thôi. Còn cái là con muốn hỏi là lúc mà mọi người đang làm mà mình cũng đao về được, mình cũng làm được luôn á, không là không có đao được, không biết cách nào đem về hết. Dạ. Thì bữa hổm á, con gửi cái link bài tập tới hai chỗ, là một là trong cái group chat của Zoom, cái thứ hai nữa là trong cái group Messenger của chùa xử lý. Messenger sao cô không thấy cái group ở trong máy cô? Nó tên là gì ha, Cát Khánh? Dạ, rất là lớp Bali thôi hả cô? Lớp Bali thôi hả? Dạ. Thì cũng vô cô cứ nhắn tin cho Ngọc Trân hoặc là mấy bạn trong admin group đó thì sẽ add cô vô. Còn nếu mà chẳng hạn mình muốn vô á, đơn giản thôi, trong group chat á, mình sẽ thấy được cái link con gửi tới. Thì muốn làm bài tập á, thì chẳng hạn như vô đó mình copy cái link đó để bắt đầu mình... copy là sao? Mình bấm vô đó hả? Dạ không, nếu mà một số cái điện thoại hoặc máy á, mình bấm vô tự động mở ra, còn số cái nó không có tự động á, mình phải copy nguyên cái đường dẫn đó, copy rồi cô hiểu rồi, như là Chrome hoặc Safari gì đó. Cứ mỗi là một bài tập là Khánh sẽ đưa một cái đường dẫn lên. Dạ đúng rồi, mỗi bài tập sẽ có đường dẫn riêng. Như vậy là lúc mình bấm vô cái đường dẫn thì nó sẽ được, nó sẽ tải về máy mình. Dạ thì nó có cái hình thức thứ ba nữa là scan cái mã QR. Tức là một lúc đó con sẽ đưa cái mã QR trên màn hình, mọi người chỉ lấy điện thoại chụp lên cái màn hình mã đó thôi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi mọi người phải có hai thiết bị. Tại vì cái mã QR nó đang nằm trên điện thoại mọi người thì mọi người sẽ không có scan cái mã QR nó được. Nên con chỉ gửi cái link thôi. Dạ đúng rồi, gửi cái link xong rồi mình bấm vô cái link đó để lần sau cô biết cô làm. Cảm ơn các Khánh nhiều. Dạ rồi. Dạ rồi, thì thầy giờ cũng vừa thì xin mấy anh chị như là mình sẽ đọc kinh hồi hướng lớp học rồi mình sẽ kết thúc. Rồi, vậy bây giờ con... Khoan, cô nhân dịp hôm nay cô cũng cảm ơn các Khánh, cô Hoa với lại Long đã hướng dẫn các bài học lại cho mọi người được hiểu thêm tí. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ không có chi con. Dạ không có chi ạ. Vậy bây giờ con sẽ hướng dẫn người đọc kinh Tam Bảo để kết thúc buổi học. Xà thuốc. Hướng để kết thúc buổi học. Trước khi đọc kinh hồi hướng thì con xin thông báo là thứ bảy tuần này ạ. Do sư bận cho nên là mình sẽ nghỉ một buổi và hẹn mọi người vào thứ ba tuần sau. Rồi. Và giờ này đã đến giờ hồi hướng, xin mời cô Phước Duyên sẽ dẫn Phật tử mọi người tập kinh hồi hướng. Xin mời cô. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc kinh hồi hướng để những cái phước báo của chúng ta được hồi hướng đến chư thiên. Akasatha chapamatha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sa sanang akasatha cha pumatha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu akasatha cha pumatha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyatayo akasatha chapamatha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu panino akasatha chapamatha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idang watano punyang asawa kaya waham ho tu anagate kale. Sa thu.
Sa thú, hẹn mọi người vào thứ ba tuần sau ạ. Sa thú, sa thú, lành thai. Sa thú, sa thú, sa thú.